Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 10 giờ 27 phút sáng thứ tư. Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2023. Mình đang ngồi nghỉ giải lao trong giờ làm việc, đang ngồi uống trà đá. Xin mời toàn thể tất cả các bạn uống trà đá. Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá. Để mình xây cái máy qua cho các bạn xem cái giờ và cái ngày. Lúc nãy mình mua cái ly trà đá ở dưới đầu kia cái siêu thị TJ Maxx á. Hôm nay trời nó hơi có gió giống như hồi bữa qua, nhưng mà thời tiết nó rất là mát và có nhiều ánh nắng. Thời tiết vào cái mùa này á, thì ngày nắng ngày mưa, nếu mà 3 ngày mà nó nắng liên tục á, là sau 3 ngày đó là nó lại trời nó lại u ám liên tục 3 ngày đó, ngày nắng ngày mưa vậy đó. Chứ nó không có vô cái mùa này, nó sắp vô mùa thu, nó không có nắng suốt luôn, trời nó có gió. Ngày hôm qua lúc sáng mà mình chạy 3 cuốc xe kiếm tiền xăng, tiền ăn sáng ăn trưa vậy đó, xong buổi chiều mình không có trở lại ca làm, mình chở bà xã của mình đi xuống siêu thị thực phẩm Cam Mang ở dưới quận Quincy á. Đi xuống dưới đó định mua thịt heo quay về ăn với lại bánh hỏi, dưa leo, rau cải đó. Xong bữa qua chạy xuống, người ta không có bán thịt heo quay với lại gà vịt quay rồi vậy đó. Xong bà xã mới mua thịt về bà luộc đó. Thì trong cái lúc đó là 4 giờ mấy mình ngồi ngoài xe mình đợi bà xã của mình đi vô cái chợ thực phẩm Cam Manh đó. Thì trong cái lúc mình đợi đó, mình đi vô bánh mì Ba Lẹ ở trước cửa của chợ Cam Manh đó, mình mua 2 ổ bánh mì cho đứa con trai của mình một ổ, còn cho mình một ổ. Tại vì trước khi đi là bà xã của mình bà có ăn mì ly rồi, mình hỏi bà em có muốn ăn bánh mì không thì anh mua cho em ổ luôn, bà nói không ăn. Đó, khúc mà đi chợ, trước khi đi chợ bà ăn mì ly của Mỹ, mì ăn liền á. Xong cái mình nói với bà xã, nói lúc trước á, mình hay mua những cái bánh bột lọc xôi đồ vậy đó, nó bị thiêu đó, thì mình nói bà xã của mình bà biết cách lựa đó, thôi bà giao cho bà đi, bà thèm ăn cái gì bà tới Ba Lẹ đó bà lựa, còn mình mua 2 ổ bánh mì. Thì mình định đi lòng vòng á, mình quay cảnh nhưng mà gió nó thổi ù ù tới cái cây á, mình nhá là nó gió nó thổi quá. Khi mà nó gió nó thổi như vậy á, là cái microphone của mình nó nhạy lắm, nó nghe cái tiếng gió khó chịu lắm. Có nhiều người Mỹ á, người ta phải dùng những cái miếng giấy napkin hay cái miếng mút rồi vậy, người ta bịt lại cái miệng của cái mic. Đó thì có một bạn với comment, bạn này nói bạn này ở bên Việt Nam không có hiểu về cái đời sống của Mỹ. Thì bạn này có hỏi là ở bên Mỹ anh chạy Uber một cuốc bao nhiêu, mua ổ bánh mì bao nhiêu. Khi mà bạn ở ngoài cái nước Mỹ á, mà hỏi về cái nước Mỹ á, thì khó có trả lời lắm. Tại vì nước Việt Nam hay là nước Nhật Bản hay là Nam Hàn, những cái quốc gia khác á, người ta không có cái tiểu bang. Các bạn biết không? Người ta chỉ có một quốc gia thôi. Giả lại bên Việt Nam á, cộng sản, thì cái gì á, người ta cũng áp dụng á, là người ta áp dụng theo một cái giá. Các bạn biết không? Chẳng hạn như người ta độc quyền, người ta chỉ có một cái tuyến đường xe buýt đi. Đó thì người ta chỉ có lấy một giá thôi. Còn các bạn đi đổ xăng ở bên Việt Nam, các bạn đổ ở tỉnh nào, huyện nào, các bạn cũng chỉ là một giá thôi. Nhưng ở bên Mỹ á, là mình một cái xứ tự do, mình có cái option. Cây xăng nào nó bán giá mắc á, là mình tới cây xăng giá rẻ mình mua. Còn mà đi ra trạm xe buýt ở bên Boston á, thì nó có hàng vạn trạm công ty xe buýt. Nó cũng cùng đi một tuyến đường, cũng về New York, cũng địa điểm một chuyến đi về địa điểm ở bên New York á, nó cũng cùng một cái tuyến đường đó, nhưng mà giá cả nó cạnh tranh
khác nhau. Thì trước đây nó có một cái hãng xe buýt ở bên Boston, hãng xe buýt đi qua bên New York á. Cũng giống như ai mà ở bên California mà người ta có cái tuyến đường xe buýt xe đồ hoàng á, đó nó ở bên Boston nó tương tự như vậy đó. Đó thì nó có một cái tuyến đường xe buýt của người người Hoa đó, người ta đi từ ở bên Boston người ta lái qua bên New York, người ta chở hành khách, người ta lấy giá rất là bèo. Nói các bạn không tin luôn, có 10 đô à. Từ đây qua bên New York có 10 đô à. Xong cái mấy cái hãng kia nó cạnh tranh không lại, nó kiếm chuyện, nó nói là tại vì cái hãng xe buýt Phùng Hoa đó đó, nó dùng cái xe buýt dởm, các bạn biết không, tài xế không có kinh nghiệm rồi gì đó đó, xe buýt của nó xe buýt không có chất lượng cho nên nó lấy giá rẻ, các bạn biết không. Mấy cái hãng xe buýt kia đi từ Boston đi qua bên New York á, 20 hai mươi mấy đồng, trung bình là 20, mà cái thằng Phùng Hoa nó lấy có 10 đô à. Mà người ta ủng ủng đó các bạn biết không, tâm lý người ta ham rẻ đó, người ta ủng 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 đó. Ham rẻ đó thì nó không phải là cái gì, nhưng mà cũng tùy theo cái hoàn cảnh thôi, các bạn biết không. Giống như mình đây nè, nếu mà tính vô những cái sản phẩm mà ở trong tiệm ở Dollar Tree, tiệm 1 đồng của Mỹ á, tiệm 99 xu á, khi mà kinh tế của mình eo hẹp hay là những cái thứ mình cần không có, giống như mình không có cần cái lịnh tượng, ví dụ như mình muốn giặt đồ quần áo thì mình chỉ cần một cái xà bông thôi, đủ thôi đó. Giống như mình đi xuyên bang đâu đó, mình cần xà bông giặt đồ, giấy thơm rồi gì đó, thì mình giặt 1 lần 2 lần là mình phải lái xe hay mình bay lại Boston, là mình đâu cần mua bình bự đó. Thì những trường hợp đó là mình nên đi vô tiệm 1 đồng đó. Còn mà về những ai mà người cái túi tiền người ta không có khả năng thì ok, người ta có thể người ta liệu cơm liệu mắm thì người ta mua những cái hàng giá rẻ, cái đó mình không nói. Mình nói những cái ai mà có điều kiện á, những ai có điều kiện á là không có nên mua đồ rẻ. Cái quy luật á, tiền nào của nấy, cái quy luật tiền nào của nấy, thì để trả cái lời cái câu hỏi của các bạn nó hỏi ở bên Mỹ, bên Mỹ nước Mỹ á, là nó 50 cái tiểu bang đó. Thì các bạn có thân nhân á, nhiều khi cái thân nhân của các bạn nó ở bên Orlando, Florida, thì cái giá cả, cái mức sống, thuê nhà, mua nhà bất cứ mọi nơi, kể cả cái đồng lương đó, tại vì nước Mỹ á, là nó tự tự như là 50 cái quốc gia vậy đó, nó không có giống với nhau đó. Thì cái cuốc xe bên mình cũng vậy, mình cũng chạy cùng mà 10 cây số đi, chạy từ điểm A đến điểm B, nó cũng tương tự như những cái tiểu bang khác, như chẳng hạn như ở Orlando đi, người ta cũng chạy từ điểm A đến điểm B cũng 10 cây số vậy đó. Nhưng mà cái thằng tài xế ở Uber ở bên Boston đó, nó lấy cái giá cao hơn, cũng cùng cây số cùng tuyến đường, hơn ở dưới cái bang Florida, là bởi vì cái đời sống ở bên đây nó cao. Thì thằng Uber nó phải trả cái lương, cái đồng lương phản ảnh theo cái mức sống của cái địa phương ở đó. Cho nên khi mà mình ở ngoài nước á, mình ở Việt Nam á, có một người nào người ta nói với các bạn, ô tao ở Mỹ nè, mua 1 kg ổi hả 6 đô. Tùy à, ở bên bang của mình á, 1 kg ổi, 1 pound ổi á, 6 đô á, nhưng mà ở Florida đó có thể là 1 đô, 2 đô. Các bạn biết không? Tùy theo cái người mà người ta kể chuyện cho các bạn từ ở nước Mỹ, tùy theo cái tiểu bang của người ta. Chẳng hạn như bánh mì cũng vậy, ở bên cái bang của mình là tại vì cái mức sống nó cao, thì hôm qua đó mình mua 2 ổ bánh mì 14 đồng, mình có hỏi cái người chủ đó 1 ổ bao nhiêu, mình muốn biết cái giá để mà mình trả lời cho các bạn hỏi cái comment, thì cái người chủ nói là 1 ổ bánh mì 7 đô, đó là cái bang của mình. Nhưng mà ở bên Florida đó, ổ bánh mì có 5 đô. Còn ở trong cái bang của mình á, có nhiều chỗ là nó bán 1 ổ bánh mì 10 đô, tại vì nó bán cái đó là nó bán cho khách Mỹ, cái chất lượng của nó cao, nó thuê tiền mặt bằng nó cao, nó dùng những cái máy móc tối tân, cái máy móc mà hâm những cái bánh thịt đồ đó, cái dịch vụ của nó tiền nào của nấy, người ta bán cho cái khách hàng của Mỹ. Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá. Còn ở bên California đó, các bạn có thể các bạn đi nhiều nơi, các bạn mua 2 ổ bánh mì 1 ổ 5 đồng, mua 2 ổ được tặng 1 ổ miễn phí, kể cả ăn phở cũng vậy nữa.
vào những cái ngày ế như là cái ngày thứ ba đó, ở bên Mỹ cái ngày thứ ba là cái ngày kinh tế nó vắng khách, tại vì một tuần 7 ngày á thì cái kinh tế không thể nào ngày nào nó cũng bận được, trong tuần á nó phải có một ngày thứ ba với ngày thứ tư đó. Người ta mà bán kinh doanh mà buôn bán, kể cả tài xế Uber đúng vậy, thứ ba với thứ tư là hai cái ngày đó là hai cái ngày vắng nhất trong tuần. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, mấy cái ngày kia thì nó đắt đó. Thì ngày thứ ba đó ở bên California đó, các bạn có thể các bạn đi tới những cái nhà hàng, các bạn ăn một cái tô phở $4 thôi, $4 thôi, nhưng mà ở bên cái bang của mình đó trung bình một cái tô phở là 15 đô, 14, 15 đô tùy theo cái tiểu bang. Cho nên khi mà các bạn ở bên Việt Nam, các bạn hỏi anh Quốc ơi ở bên Mỹ một cái ổ bánh mì bao nhiêu thì không có thể trả lời được là ở nước Mỹ. Cho nên tại sao mà trong những cái chia sẻ của mình đó là mình phải dùng cái từ đó là cái bang của mình. Còn nếu mình không nói đúng, mình nói nước Mỹ, thì những cái bạn Việt kiều, mấy cái người Mỹ không gốc Việt ở những cái bang khác á, người ta nói thôi ông nội ơi, ở bên cái bang của ông ăn ở bánh mì 7 đồng, bên cái bang của tôi ăn có 4 đồng, mà cha nội cha nói không đúng. Không phải là nói không đúng, nhưng mà mình nói là mình nói theo cái tiểu bang của mình. Đó là tại sao mà cái kinh tế của bên Mỹ lúc nào nó cũng mạnh, lúc nào kinh tế của bên Mỹ nó không có cần những cái người du khách ở nước ngoài như Thái Lan hay là Việt Nam, lúc nào cũng phải cần những cái du khách quốc tế người ta đến. Bởi vì nước Mỹ nó là 50 quốc gia, thì khách của mình á, người dân của bên cái mình đó là vào mùa đông á là người ta ùn ùn người ta đi du lịch qua bên những cái bang cái vùng nắng ấm như là Texas, Las Vegas hay là Florida, đi đây đi đó vậy đó. Đó, trong 50 tiểu bang người Mỹ ở trong nội địa đó là người ta đi qua đây đi qua đó, đó người ta tiêu thụ. Nước Mỹ không có cần người du lịch từ nước ngoài. Trong cái thời gian mà 2 năm mà nước Mỹ phong tỏa đại dịch đó, cấm máy bay của thế giới bay vào nước Mỹ đó, kinh tế Mỹ nó cũng bình thường thôi. Đâu có một cái hãng máy bay nào mà kêu bị lỗ, đâu có một cái hãng máy bay nào mà thăng trời đâu. Trong cái thời gian mà 2 năm đó, chính phủ Mỹ người ta in tiền đó, người ta đổ vô, người ta bù lấp lại cho những cái nhà kinh doanh nó bị lỗ. Còn ở bên Cộng sản Việt Nam, trong cái lúc mà bị đại dịch đó, thì mấy người chủ kinh doanh thuê mặt bằng không có được chính phủ hỗ trợ, không có được chính phủ giúp, kể cả mấy cái người mà mua nhà trả góp cũng vậy nữa đó. Người ta bị phi công á, tiếp đãi viên á, người ta không có bay. Ở bên Việt Nam á, mình nói bên Việt Nam á, phi công với tiếp đãi viên á, người ta bị đại dịch, người ta không có bay được, thì phi công người ta bị thất nghiệp. Nhưng mà ở bên Mỹ á, nếu mà phi công ở nhà đó là hãng máy bay á, là nó gửi tiền vô nó bù đắp. Còn không nữa đó, mình lên mình báo với chính phủ, mình nói bây giờ 2 năm đại dịch tôi bị thất nghiệp, thì chính phủ người ta sẽ cho mình ăn tiền thất nghiệp, các bạn biết không? Chứ đừng có bao giờ mà các bạn mà chưa từng sống ở nước Mỹ mà các bạn tự hào ở Việt Nam, các bạn nghĩ là ở bên Việt Nam là một cái nơi đáng sống. Các bạn tin mình đi, nếu mà các bạn nghĩ như vậy là các bạn rất là tối dạ, các bạn không có khôn ngoan. Giữa cái khác ở bên Việt Nam với lại cái khác ở bên Mỹ, cái môi trường á, là bên Mỹ á, là người ta bảo vệ người tiêu dùng, các bạn biết không? Ở bên Việt Nam bây giờ các bạn đi làm, những cái người mà người ta nói bên Việt Nam sống á tốt á, sống sung sướng á, những cái người viết comment đó là những cái người người ta giàu, người ta có tiền, các bạn biết không? Còn những cái người mà người ta làm mà xí nghiệp á, không bao giờ mà người ta lên và người ta nói tôi bên Việt Nam tôi sung sướng á, tại vì người ta biết được là người ta không có đủ tiền lo cho con cái của người ta ăn học, các bạn biết không? Hai cái môi trường ở Việt Nam với Mỹ nó khác nhau là ở cái chỗ nào? Là ở cái chỗ á, ở bên Mỹ á, là mình đi làm việc á, mình làm công nhân á, là mình được người ta bảo vệ, bên cái bộ lao động á, người ta bảo vệ mình, các bạn biết không? Mình không có thích á, thì mình ra mình biểu tình, mình đòi tăng lương. Còn ở bên Việt Nam á, các bạn thấy không, mấy thằng Tàu nó đi qua bên Bình Dương nó mở xí nghiệp, mấy cái thằng nước ngoài vô nó trả lương bình người Việt Nam của mình 7 triệu 8 triệu vậy hoài à, nó đâu bao giờ nó tăng lương đâu. Nhưng mà không có, các bạn ở bên Mỹ là nó phải tăng lương, lạm phát á, là nó phải tăng lương, nó thưởng người ta bắt buộc. Nếu mà cái thằng chủ hãng mà mình làm việc cho nó đó mà lạm phát rồi nó không tăng lương cho lên cho mình á,
thì chính phủ người ta cho mình tiền. Thì tùy theo cái tiểu bang, giống như mình có nghe nhiều người bạn nói mấy cái tiểu bang khác như là bên mấy cái tiểu bang Minnesota vậy đó, chính phủ ở bên đó người ta 2-3 tháng trước đó người ta gửi tiền về, người ta giúp đỡ cho toàn dân của người ta. Gửi bên bang California cũng vậy, cái bang của mình cũng vậy. Cái bang của mình á, cách này mấy tháng á, chính phủ cho mỗi một đầu người 500 đô. Còn mà về cái quận Cambridge á, cái quyện Cambridge only á, là cho một người á, là 1.200 hay là 2.000 hay là 5.000 gì đó, mình quên rồi, rất là nhiều. Chỉ có tại vì ở bên Mỹ á, là người ta không có phải là một cái nước độc tài. Tức là ở bây giờ mình nói ví dụ gì đi, ở bên Việt Nam nếu mà không phải là một cái nước độc tài thì cái tỉnh Cà Mau đó là cái ông chủ tịch ở cái tỉnh Cà Mau đó, ông có cái quyền ông quyết định cho cái tỉnh của ông. Ông nói bây giờ tình hình kinh tế đại dịch nó khó khăn, tôi làm cái chủ tịch ở trong cái tỉnh Cà Mau nè, bây giờ tôi thấy người dân người ta khổ quá, tôi ra cái đạo lực là tôi trích ngân sách tiền ra, tôi cho mỗi một người 200-300 đô la gì đó, 2-3 triệu đồng gì đó. Nhưng mà ở bên Việt Nam không có được. Ở bên Việt Nam là mấy cái người ở dưới là chỉ làm bồ nhìn mà thôi. Mặc dù mang tiếng là tôi là lớn ở trong ấp xã, nhưng mà tất cả mọi điều gì làm là phải được chỉ thị từ ở trên trung ương nó đưa xuống. Cho nên khi mà các bạn mà ở bên Việt Nam mà các bạn sai lực á, là tụi công an á, nó hay dở cái giấy ra, nó nói nè, nghị quyết 16/7/8 nè của thủ tướng ký ngày đó tháng đó nè, các bạn thấy không? Tức là ông thủ tướng ông ban cái lực ra, trung ương ban cái lực ra là nó áp dụng á cho toàn nước Việt Nam luôn. Khi mà chính phủ Việt Nam nói bây giờ bán 1 lít xăng 25.000 Việt Nam đồng tiền cụ hồ thì không có thằng cây xăng nào mà nó dám được quyền bán thấp hay là nó được quyền bán cao đó. Đó là một cái nước độc tài. Nó không có đơn giản. Mình nghĩ là ở Việt Nam mình tôi sống cũng bình thường, đúng. Nếu mà các bạn chỉ có so sánh là sáng gì đi ra quán uống cà phê ăn phở, thì người bên Mỹ cũng vậy, người ta sáng ra uống cà phê ăn phở đó. Còn nhiều người Việt kiều hồ kiều nói coi nè, ở bên Mỹ làm như châu, bên Việt Nam tao có dư thời gian ra tao uống cà phê. Giống như nhiều lần mình nói, nó quên rằng ở Mỹ thời gian nó quý báu, các bạn biết không? Người ta tranh thủ người ta đi làm là người ta lấy làm cho người ta cần tiền để mà người ta trả nợ tiền, góp nhà góp cửa góp này góp kia. Nhưng mà cái công việc của người ta làm á là người ta đang làm để mà người ta trả tiền cho cái của cải tài sản của người ta, sau này người ta về hưu rồi đến một cái giai đoạn nào đó là người ta có của có cải. Cũng giống như ông bà của mình có một cái câu á, khổ trước sướng sau. Còn nhiều người á, thì sướng trước thì khổ sau. Còn những cái người mà người ta cần cù đi lao động đi làm á, các bạn biết không, là người ta trả nợ nần cho. Ví dụ như bây giờ cái xe của mình nói ví dụ đi, cái xe này đi, mình đang trả tiền góp thì mình đi làm mình trả 2-3 năm, trung bình ở Mỹ là 3 năm, tối đa là 4 năm nợ chiếc xe. 4 năm sau mình trả xong khỏe cái xe của mình. Còn bên Việt Nam các bạn đi đâu mà mua xe trả góp? Không có ai mà bán trả góp cho các bạn đó. Có, trừ khi nào mà các bạn có giấy tờ chứng nhận sổ hồng sổ đỏ tài sản á, thế chấp á, tao bán cho mày, mày ký giấy nghe, mày không có trả đủ nợ nần là tao tới tao kéo cái nhà của mày. Nó cũng giống như cái ông mà diễn viên Nguyễn Chánh Tính đó, ông lấy căn nhà của ông đi cầm làm phim lỗ lã rồi cuối cùng nó tịch thu cái nhà của ông lại trừ nợ đó. Ở bên Mỹ hả, không có cần thế chấp, ngân hàng chính phủ mà nó đồng ý nó cho mình vay nợ rồi hả, quỳ vốn đó. Bây giờ biết bao nhiêu học sinh con nhà giàu ở nước Mỹ kìa, ai sống ở Mỹ người ta cũng biết đó, đó. Đi đại học có vay tiền ăn sung mặc sướng nội trú đồ sang trọng lắm. Vay nợ chính phủ nó có cái chương trình cho người dân giàu của nước Mỹ đó, bất cứ là ai chứng minh mà có đủ điều kiện có khả năng đi đại học á, chính phủ cho vay nợ không cần thế chấp, không có cần bạn giàu, không biết bạn là ai, bạn chứng minh là bạn có đủ cái điểm, có cái tiêu chuẩn, cái trường đại học đó nó chấp nhận bạn, bạn có cái chứng minh, bạn có chứng minh là cái trường đại học nó nhận bạn là họ cho bạn vay. Mà bạn vay không á,
bận quịch đó, họ không có tới, họ phá nhà, họ bắt bọn bỏ tù đó. Có nhiều người học sinh bây giờ kìa đang chờ ông Biden nó xóa nợ luôn. Xin phép các bạn cho mình hút một miếng trà đá đó. Thì các bạn nó hỏi đó, ở bánh mì bên Mỹ bao nhiêu, tùy theo từng cái tiểu bang. Ở bên California đó, giống như lúc nãy mình nói á, mua hai ổ bánh mì, mỗi một ổ 5 đồng, được tặng một ổ thứ ba miễn phí. Có những cái ngày vắng khách đó, đi tới những cái tiệm phở á, ăn một tô phở 4 đồng ở bên California, có. Còn mà chè đó, chè sổ nước hay là chè này chè kia đó, mua hai chén chè được tặng một chén thứ ba miễn phí ở bên California, có. Mức sống là tùy theo tiểu bang à. Kể cả mấy cái người Mỹ ở đây cũng vậy đó, người ta phân bì với nhau, người ta nói có nhiều người, người ta lên mạng người ta viết, ủa sao anh tài xế bên Boston anh chạy giá cao quá vậy, còn tôi ở bên Orlando hả, nó trả tôi bèo quá, giá thấp quá. Tại vì ở bên Orlando á, cái đời sống nó thấp, đời sống ở bên Orlando nó thấp hơn ở bên Boston, các bạn biết không đó. Thì Uber đó nó trả lương cho người ta, hay là bất cứ một cái công hãng xưởng nào cũng vậy đó, là nó trả theo cái giá tiền, theo cái mức sống ở bên bang đó. Còn mà kinh tế mà nó đi xuống, mà dân chúng nó eo hẹp á, chính phủ ở bên đây tự động là người ta in tiền cho người ta lo. Còn bên Việt Nam bây giờ dân chúng người ta kêu trời, người ta khổ, mà Cộng sản Việt Nam nó đâu bây giờ nó lo cho ai đâu, nó chỉ có viết báo, nó tuyên truyền không à. Xin phép các bạn cho mình húp một miếng trà đá, tại vì mình đang cảm giác nó bị thiếu nước, khô cổ, cho nên uống liên tục. Đó, ngày hôm qua trong cái clip mình để cái tựa đề là mình bị kẹt xe 1 tiếng, lái xe đi mua hai cái bánh chuối chiên đó. Trong cái clip đó mình nói cái đài TV Phở Busa nó là một cái đài tuyên truyền cho Cộng sản Việt Nam. Có nhiều các bạn không, có nhiều các bạn làm YouTube á, các bạn chỉ dựa vào khi nào mà báo chí bên Cộng sản nó loan tin á thì các bạn mới có cái tin. Còn đối với mình á, là mình có cái tầm nhìn, mình không cần báo chí của Cộng sản Việt Nam, mà mình nhìn ra ngôn ngữ cơ thể nó, mình đoán ra được đó là Cộng sản Việt Nam nó đầu tư rất là nhiều tiền, nó đầu tư rất là nhiều tiền để mà nó tuyên truyền cho mấy cái người Việt kiều ở nước ngoài. Cái câu hỏi đặt ra tại sao Cộng sản nó dạy gì nó bỏ tiền ra, nó tuyên truyền để nó đầu tư cho người nước ngoài, là bởi vì á, thằng Cộng sản nó là một cái bóng của Trung Quốc. Nó nhìn thằng Trung Quốc làm cái gì á, là nó hay bắt chước làm theo. Mà sở dĩ kinh tế của Trung Quốc á, đến ngày hôm nay á, mà tại sao công nghệ thông tin ở bên Trung Quốc người ta đi lên công trăng đồ được, người ta chế cái này cái kia đồ ra được, là bởi vì cách nay mấy chục năm ở bên Trung Quốc á, họ có một cái đạo lực cũng là đầu tư tiền bạc ra nước ngoài vậy đó, kêu gọi mấy cái người mà gốc gác ở Bắc Kinh mà sanh đẻ kiểu như nói theo cái Cộng sản Việt Nam là người Việt hải ngoại khúc ruột ngàn dặm, một bộ phận không tách rời vậy đó. Đó thì Trung Quốc họ rất là ưu tiên đó, thì họ đi qua bên Mỹ họ dụ dỗ mấy cái người tài. Thì cách vài tháng các bạn nghe tin không, một cái ông thầy giáo gốc Trung Quốc dạy đại học trong Harvard, ăn cắp thông tin đó, cách vài ba năm cái có một cái ông nhà bác học người Trung Quốc đang làm việc ở trong NASA, ăn cắp thông tin, đang ngồi tù. Những cái chuyện này là nó có thiệt, các bạn biết không đó. Trung Quốc cái hả, là bất cứ cái gì mà Mỹ sản xuất ra đó hả, là nó copy, nó ăn cắp, là giống như hệt vậy đó. Cái mạng Weibo của nó, Weibo của nó là cái mạng gì, cái mạng xã hội, là nó lấy của Google với lại của Facebook đó. Còn người ta cái mạng YouTube á, thì nó không có cho YouTube, nhưng mà người dân Trung Quốc người ta cũng xài cái lách lực, mà cái mạng cái app mà VPN đó, người ta cũng vào YouTube người ta cũng xem được à. Nó cấm người dân của nó YouTube, với người dân của nó làm YouTube đầy hết, rồi người dân của nó dùng mà VPN nó cũng lên xem YouTube, chơi Facebook đồ này nọ cũng đầy luôn đó. Amazon của người ta đó, nó biến nó thành làm Alibaba.
thằng Trung Quốc á, cái gì nó cũng copy á đó, bởi vì xe điện của nó hả, nó hô hào rồi nó quảng cáo rồi như vậy mà đâu đâu dám bán vô Mỹ đâu. Bán vô Mỹ là sợ bị kiện kiện bản quyền, các bạn biết không? À, bán vô Mỹ là sợ bị cản. Bây giờ hả, chơi chơi trò chơi chơi ép người ta nữa, cấm người Trung Quốc mua iPhone đời mới số 15. À, mua Huawei thì được, Huawei thì được, còn cộng sản Việt Nam của mình đó hả, nó đâu có làm cho người dân khôn để ùn ùn để mua xài sản phẩm iPhone đồ này nọ đâu. Đó. Viết báo tuyên truyền ô phone Huawei nè, không có thua gì iPhone đâu, coi nè máy chụp hình hả quá đẹp đồ luôn nè, nhưng mà những cái bộ phận ở bên trong là nó ăn ăn cắp của iPhone của Apple này kia. Lúc trước Samsung nó cũng bị Apple thưa đó, đền mấy chục tỷ, mấy chục triệu Việt Nam đồng. Cái môi trường sống ở bên Việt Nam nó khác hơn cái môi trường sống ở bên Mỹ, đừng có bao giờ mà các bạn so đó. Bây giờ mình đưa một cái như vậy thôi là các bạn hiểu. Ở bên Việt Nam á, các bạn mua xe ô tô phải không, có bao giờ mà các bạn mà chạy xe ô tô mà mấy cái hãng ở Việt Nam mà nó nói cái xe của các bạn á, nó bị trục trặc, ở bên Mỹ nó gọi là recall đó. Đó, nó kêu các bạn, nó gọi các bạn lên để mà nó chỉnh sửa miễn phí cho các bạn. Chẳng hạn như là cái túi khí, cái airbag nó bị cái này bị cái kia, nó không có hoạt động đúng. Đó, hay là cái thắng cái này cái kia. Nó recall đó, nó recall là nó kêu mình đem cái xe cũ. Không phải là cái xe mới nha, cái xe cũ giống như cái xe của mình đây nè, là cái xe cũ nè, đời 2017 nè. Mà tối ngày á, thằng hãng Toyota nó gửi thư về mình, nó nói á, cái xe của mình á, là nó recall, nó bị trục trặc cái gì đó, nó kêu mình á là phải khẩn cấp đem lên để mà cho nó bảo trì miễn phí, bảo trì miễn phí, mình không có đóng tiền bảo hành gì đó. Cái xe này bây giờ nó không có dính líu gì nữa hết á, nhưng mà cái xe này là cái xe tên tuổi của Toyota, nó không có muốn chịu trách nhiệm lỡ như nó bị cái gì đó. Dạ, 3 tháng, dạ 3 tuần nó gửi cho mình cái tờ giấy đó, nó kêu mình đem cái xe lên cho nó xem miễn phí, không có lấy mình đồng nào hết. Ở bên Việt Nam các bạn có được như vậy không? Cho nên đừng có nói là ở bên Việt Nam mà có tiền sống sung sướng, ở bên Việt Nam có tiền cũng sống không có sung sướng nữa. Nhìn mấy cái người giàu bên Việt Nam đi, nhìn mấy người giàu bên Việt Nam đi. Rồi các bạn thấy mấy cái người mà chủ chung cư mini ở trên toàn quốc Việt Nam, rồi tương lai hả, Đắk Nông nó không cho sang tên đổi họ, nó tìm mọi cách hả, nó làm khó làm dễ để nó mà đánh, nó đánh tư sản các bạn. Tại sao các bạn không đặt câu hỏi? Từ hồi xưa tới giờ mấy chục năm nay đâu có cái chương trình mà nói Đắk Nông mà không có được quyền mà thừa kế lại cho con cái đâu. À, bây giờ nó muốn tìm cách nó đánh tư sản. Nó nói là con cái của mày không có cái giấy chứng nhận là người nông á, là người cha người mẹ không có được trao đất lại cho nó. Tiền sao thì người ta phải ùng 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 đi lên làm chứng nhận, làm giấy nông. Đó, làm lý giấy nông là đóng mộc là nó được thu tiền. Cũng như mà mấy cái em học sinh ở bên Việt Nam vậy đó, mua sách vở là phải mua của nó. Ủa, tại sao sao lạ vậy? Ở bên Mỹ á, người ta xin phép chính phủ đó, người ta in sách cho cái này cái kia ra, người ta in cũng giống như vậy thôi. Mày lên mày làm toán 1 + 1 = 2 thì chính phủ in này cũng 1 + 1 = 2, mà cái thằng tư nhân nó in thì cũng 1 + 1 = 2. Còn mà dạy mẫu giáo là A, B, C, cờ, giờ, đờ, thì cái thằng khác nó in thì nó cũng A, B, C, cờ, đờ, nó có khác cái gì đâu. À, nó bắt các bạn phải mua sách vở của nó là tại vì các bạn phải chi tiền cho nó. Các bạn biết không? Các bạn phải chi tiền cho nó. Các bạn nhìn nó đấu giá bảng số hàng tỷ tỷ, bây giờ nó ăn quen nó đấu giá hoài. À, mai mốt mà hả, nó thấy nó làm được là nó làm hoài. Mà cái câu hỏi đặt ra đó, người ta có Bitcoin, tiền Bitcoin người ta quy định là chỉ có bao nhiêu đồng tiền Bitcoin, khi nào mà đào tới đó là xong là hết rồi. Bảng số đẹp ở đâu mà nó lại có hoài như vậy? Nó bán hết đợt này đợt kia rồi số đẹp nó cũng đẻ ra hoài. Các bạn biết không? Cộng sản Việt Nam nó ba xạo ba làng lắm. Đó là lý do tại sao mà mình tiếp tục mình ngồi đây mình chia sẻ cho các bạn.
Chứ còn mà các bạn mà làm YouTube mà các bạn mà chờ những cái tin của nó đăng ra chợ Một Xương, mình là người dân từng sống với cái chế độ cộng sản, mình phải hiểu chế độ cộng sản. Mà các bạn biết tại sao mà cộng sản á nó đầu tư rất là nhiều tiền để mà nó tuyên truyền cho kiều bào không? Thì giống như mình nói hồi nãy vậy đó, nó nhìn thấy cái thằng Trung Quốc bây giờ, Trung Quốc cái gì nó cũng chế ra được đó, tại vì Trung Quốc á nó ưu tiên, nó có một cái chương trình á, nghị quyết á, nó kéo cái chất xám gốc của người Bắc Kinh ở trên toàn thế giới, nó kéo về bên Trung Quốc làm việc cho nó trả lương cao đó. Còn cộng sản bây giờ nó chưa có chất xám, nhân tài của Việt kiều rất là nhiều, nó chưa kéo được, nó đầu tư rất là nhiều tiền mà để mà nó đang tuyên truyền. Đó là tại sao mà mình nói cái kênh phở TV Busa nó là cái kênh của cộng sản, nó tuyên truyền. Không phải là tiền bạc là của cải đâu, con người là nó là nó quý quý giá. Người ta nói knowledge là power, knowledge is the power, tức là cái trí tuệ thông minh của con người. Muốn chế ra cái quả tiễn tầm xa hay cái này cái kia, các bạn thấy thằng Bắc Triều Tiên nó giỏi cỡ nào không, mà nó đâu có bắn vệ tinh lên được đâu, thử hai ba lần bắn giữa chừng rớt xuống dưới biển lại. Bây giờ nó phải đi qua thăm cái thằng Putin để mà trao đổi đó. Putin bây giờ nó đang chiến tranh, nó đang cần những cái vũ khí, nó thấy rằng thằng Bắc Triều Tiên nó có những cái đạn bắn xuyên lục địa đó. Đó thì nó gửi Sukhoi rồi đi qua. Chính trị thì thế giới người ta thấy, báo đồ đăng lên, các bạn biết tại sao người ta sợ chứ? Sợ thằng Nga nó đụng vô những cái quả tiễn của thằng Bắc Triều Tiên á, bắn xuyên lục địa luôn. Nó mà có những thằng Putin mà nó có những cái quả tiễn bắn xuyên lục địa ấy à, là thằng Ukraine mệt với nó à, mệt với cái thằng Nga xô à. Mà các bạn thấy không, mình phải nhìn vô ngôn ngữ cơ thể, nhìn vô cái ngôn ngữ cơ thể là như thế nào. Nếu mà cái thằng Putin á, mà nó không được thằng Putin, nếu mà cái thằng Kim Jong Un á, mà nó không có cái được cái thằng Putin trại thảm đỏ đó, phải không? Thì mình nhìn vô ngôn ngữ cơ thể là đời xưa năm, từ hồi thời mà đệ nhị thế chiến mà Bắc Triều Tiên đánh với lại Nam Hàn á, là lúc đó là thằng Tàu với thằng Nga, là hai thằng đó là cha với mẹ sanh ra cái thằng Bắc Triều Tiên, phải không? Nếu mà ai am hiểu đó là biết, lúc mà thằng Bắc Triều Tiên nó đánh với thằng Nam Hàn á, là Nga xô nó viện trợ thuốc men vũ khí, còn thằng Tàu á nó cũng viện trợ, nhưng mà nó đưa cả quân đội của Tàu nó vô, nó giúp cho cái thằng Bắc Triều Tiên. Nhưng mà lúc đó nó là thằng Nga xô đó, nó là con vợ, thằng Tàu là con chồng, hai đứa nó là cha mẹ đẻ ra là cái thằng Bắc Triều Tiên. Thì sau khi mà Bắc Triều Tiên mà nó bị cô lập thế giới, cô lập cấm vận ở đó, thì ai cũng biết là lúc nào nó cũng đi làm cái thằng đi ăn xin. Lúc đó thì nó bắt cóc người dân Mỹ này người kia đó, nó đòi chuột làm con tin. Cái lâu lâu cái nó dùng quả tiễn bắn tầm xa xuyên lục địa, nó bắn lên cái thế giới nó, ok, cần bao nhiêu cho nó là ăn xin đó. Đó lâu lâu cái nó thử nguyên tử, bom nguyên tử rồi vậy đó, cái thế giới nó, ô, đừng có thử Kim Jong Un rồi vậy đó. Ba bốn đời họ Kim của nó toàn là dân ăn xin không à. Bỗng dưng bây giờ cách nay mấy tuần, các bạn thấy không, trên thế giới ai cũng thấy cái bộ mặt của thằng Kim không? Từng là một cái thằng ăn xin mà bây giờ được cái thằng Nga nó trải thảm đỏ, bây giờ thằng Nga lại làm cái thằng ăn xin ngược lại cái thằng thằng Kim Jong Un. Nếu mà các bạn biết cách mà nhìn ngôn ngữ cơ thể, các bạn thấy không, cá ăn kiến, kiến ăn cá, xong có lúc người có khúc đó. Ba đời họ Kim là cái thằng ăn xin, thì dân của nó bị cô lập thì nó phải ăn xin thôi, dân của nó đói nó phải ăn xin thôi. Ăn xin cha với mẹ nó là cái thằng thằng Tàu với là thằng Nga xô đó. Bây giờ bỗng một dân cái thằng Nga xô nó xa lầy cái cuộc chiến của bên Ukraine, cách nay một tuần lễ nó trải thảm đỏ cho thằng Kim đi hả, quay phong như người hùng vậy đó, qua phải chào đón nó ôm hung đồ, Putin bắt tay đồ, công bố luôn trên báo chí luôn, nói bây giờ hả Kim Jong Un
chúng tôi sẽ giúp anh làm những cái vệ tinh vậy bắn lên quỹ đạo đó, hai bên nó giúp qua giúp lại. Còn thằng Kim Jong Un á thì nó có vũ khí bắn xuyên lục địa, nó cũng sản xuất ra được AK đồ này nọ gì, các bạn biết không? Thì bây giờ á thế giới đang căm giận thằng Nga, thì có nhiều nước á người ta đâu có mua dầu mua đồ làm ăn được với thằng Nga đó. Bây giờ thằng Korea, thằng Iran, thằng China đồ, mấy cái thằng Miến Điện đồ đó, cộng sản đồ, Việt Nam đồ đó, nguyên cái khối cộng sản của nó bây giờ nó làm ăn với nhau. Chứ nhiều các bạn không hiểu, nói trời ơi Việt Nam bây giờ hả ký hiệp định nâng tầm đồ quan hệ với lại Mỹ đồ lên, không có đâu. Cộng sản nó không có tốt lành gì, nó không phải là nó đu dây thằng Mỹ đâu, nó đang đi cái trò đó hả, cương nhu đó, nó đang lười một bước tiến một, trong lòng của nó không thích gì Mỹ đâu, thằng cộng sản Việt Nam á nó không thích gì Mỹ đâu. Nhưng mà tại sao nó ngoại giao? Tại bây giờ đó cộng sản Việt Nam á đang cho rằng nó cộng sản Việt Nam nó không có nhân quyền, kinh tế của nó đó là cũng vẫn còn cộng sản, nó chưa có phải là một cái kinh tế mà theo mấy cái nước tư bản, mà ở bên cộng sản nó dùng là cái từ kinh tế thị trường đó. Đó, nhiều cái quyền lợi bán hàng đồ vô thuế má đồ nó cao, cho nên thằng cộng sản nó phải ban giao để những cái mặt hàng nó được miễn thuế luôn, các bạn biết không? Đó mà các bạn nhìn, nếu mà các bạn không nhìn ngôn ngữ cơ thể, các bạn đâu có biết là cái thằng ba đời họ Kim nó từ là một cái thằng ăn xin, và bây giờ nó tặng Nga là trở lại là cái thằng ăn xin cho nó đó. Các bạn nhìn TV đi, lên YouTube xem đi. À, nó đi qua bên Nga sơ được thảm đỏ, dân Nga hạ chào đón ba đời họ Kim. Nga sơ chưa có bao giờ mà đưa một cái đội đặc biệt ra mà để mà bắn nhiều phát đạn để mà chào đón cái thằng mập. Mà các bạn thấy không, bây giờ thằng Nga sơ từng là một cái thằng mà cho viện trợ cho thằng Kim vũ khí, cho tiền cho bạc nó, huấn luyện nó để mà làm ra vũ khí nguyên tử, đồ chế cái này cái kia. Mà bây giờ thằng Putin nó phải là trở thành một cái thằng mà ăn xin lại cái thằng Bắc Triều Tiên. Mà cái thằng Nga xô nó lúc nào nó cũng tuyên truyền, nó nói với dân của nó đó, ôi không kinh tế không có gì á, mấy thằng Mỹ nó cấm vận của tao hả, không có thấm thía vậy đó, còn lâu mới không thấm thía. Nội mà nhìn cái đồng tiền rúp của mày đi xuống không là mày cũng đủ biết là mày kinh tế của mày, phải không? Bây giờ các bạn đang có một 20, 25.000, 20.000 tiền Việt Nam đồng, tự nhiên lạm phá cái 20 đồng đó nó mất giá, nó xuống còn có 10 đồng mà tự nhiên cái hai tờ 20 đồng của mình bây giờ mình mất 10 đồng, mà nói là kinh tế của mình không bị gì. Đâu có thằng nào mà đi ra đường mà nó giết người mà cảnh sát bắt nó, nó chấp nhận, nó nói tao là giết người. Cái thằng không có thằng lãnh đạo nào mà đâu có dạy gì mà nói tao không lãnh đạo đúng đường đúng hướng. À, nếu mà nói tao bị lỗi lầm mà tao là không có dìu dắt dân tộc đi đúng hướng, người dân nào mà người ta tâm phục khẩu phục, người ta sẽ tìm cách, người ta không có bầu mình là tiếp tục làm một cái chức vụ đó, hay là người ta lật đổ mình. Thì cái thằng Putin nó cũng vậy đó, nếu mà bây giờ mà nó không có nói với dân của nó là ồ tôi đang làm tốt nè, kinh tế của mình bình thường không có bị gì hết á, nó không có nói vậy thì trong nội bộ của nó sẽ lật đổ nó làm sao, các bạn biết không? Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Trở lại câu câu hỏi mà các bạn hỏi ở bên Mỹ giá cả bánh ổ bánh mì nó là bao nhiêu đó, thì tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái tiểu bang. Cái tiểu bang nào mà cái đời sống giá nó cao á thì người ta bán cái giá cao. Giống như Boston là dân chúng mà dân sống ở bên Boston, hay là những cái bang ở bên New Hampshire, hay là những cái bang ở dưới mang Connecticut, Rhode Island nhé, là láng giềng với cái bang New York. Những cái bang lân cận như cái bang của mình là biết cái đời sống ở bên New York đó, nó rất là cao. Cái bang của mình á, các bạn mà đi qua những cái thô máy tự động, mà đi những cái đường mà tư nhân, qua những cái đường hầm mà trả thô á, tối đa đó là 3 đồng mà. Còn ở bên New York á, các bạn cũng đi qua cái đường hầm luôn, cũng đi qua một cái thô luôn,
có nhiều cái thô bên New York đó, nó lấy các bạn 20 đồng, 20 đồng, nó không có khác gì hết á, nó không có khác gì hết. Các bạn biết tại sao nó lấy cái giá cao không? Chính phủ bên New York á, người ta nói là người ta không có muốn cái tuyến đường đó nó bị kẹt xe đó, người ta muốn tăng cái giá đó lên để cho mấy cái một số người á, người ta thấy mắc quá để mà người ta đừng có đi vào cái tuyến đường đó để nó bị quá tải đó. Mình đọc ở trên tin tức á, chính phủ New York họ nói như vậy đó. Tự bên mình à, đi qua bên New York à, lái xe có 4 tiếng thôi, giá cả mọi thứ hả là nó rất khác biệt, nó rất là cao à. Ở bên đây á, mình uống một ly cà phê Starbucks 4 đô, qua New York á, hả là từ 5 đô đổ lên, cách nhau chỉ có 4 tiếng thôi. Còn tài xế lái Uber cũng vậy nữa. Giống như ở bên mấy cái bang mà Chicago, Michigan đồ, Illinois đồ, mấy cái bang đó đó, Uber nó trả cho tài xế rất là bèo. Tại vì ở bên Illinois mình mua, ở cái bang Illinois, Missouri đó, mình mua nhà cửa, giá cả nó thấp. Các bạn biết không? Xin phép các bạn cho mình hấp một miếng trà đá. Đó thì cái thằng Cộng sản Việt Nam á, nó đang... Báo chí bên Việt Nam nó không có tin, nó không có lon tin là từ bấy lâu nay á, là nó có một cái nghị quyết 36 là nó đầu tư 6 bộ qua nước ngoài á, 6 bộ. Bộ Thông tin, Bộ Văn hóa, Bộ Tuyên truyền, Bộ theo dõi người nước ngoài đồ như vậy đó. Đó, nó có tổng cộng 6 bộ. Đó, bây giờ bên Cộng sản Việt Nam á, là nó muốn tìm cách á, là nó, tại vì dạo này kinh tế nó đi xuống á, hay là nó không có hiệu nghiệm sao đó, nó muốn giảm xuống 2 bộ còn lại 4 bộ đó. Thì Cộng sản Việt Nam á, nó biết được nếu mà nó đi ra đây á, mà nó qua bên nước ngoài á, mà nó dùng cờ đỏ sao vàng á, là nó sẽ bị cộng đồng ở hải ngoại đánh nó sập ngay. Nó đâu có làm như vậy đâu, các bạn biết không? Đó, nó đưa người trà trộn vô cộng đồng đó, nó dùng, nó ngụy bạn, nó ngụy, nó dùng những cái tên tiếng Mỹ đó. Các bạn để ý mấy cái comment đi, có nhiều cái comment á, nó viết á, cái tên đệm, cái nickname YouTube của nó đó, tên Mỹ. Mấy cái người mà người ta lấy tên Mỹ, người không có ai mà binh coi Cộng sản Việt Nam á, đã nói mình mê Mỹ, mình thằng Mỹ rồi, mình đi định cư qua nước Mỹ, đây là cái quê hương của mình, ông không có ai dạy gì mà người ta đi binh. Mà các bạn để ý không, nó ngụy trang, nó để tên nó là tên tiếng Mỹ để nó đánh bóng, nó cho mình nghĩ nó không phải là người, nó nằm dùng vô đó. Nó viết comment, dư luận viên á, dư luận viên á, nó trà trộn vô cộng đồng đầy hết. Ở bên New York á, nó có cảnh sát của Bắc Kinh luôn. Bắc Kinh á, nó bỏ tiền qua qua bên New York á, nó đưa, nó giả bộ, nó đưa người qua bên đây mà sống kiểu di dân, du lịch từ này, gọi sống dài hạn á, nhưng mà nó là làm cảnh sát luôn, nó theo dõi cộng đồng ở bên, cộng đồng người Hoa ở bên Trung Quốc, có cảnh sát luôn. Cách nay gần một năm nè, FBI Mỹ nó cũng mới phá một cái trạm cảnh sát của bên bên New York, mà cảnh sát của Bắc Kinh nó cày qua đó, nó đưa người nó qua, nó giả bộ, nó trà trộn vô cộng đồng. Thì nói rằng Cộng sản Việt Nam nó cũng vậy thôi, Cộng sản Việt Nam nó cũng vậy thôi. Cách này mấy năm nè, mình cũng có một người dư luận viên nè, nó hăm he mình, nó đòi tới nhà mình, nó thủ tiêu mình, đùm lum la đó. Mà không biết làm sao rồi, nó đổi tên, đổi họ gì, bây giờ nó chán quá rồi, nó... Hay là nó đi bán muối rồi, mấy năm nay mình không có thấy nó hăm he mình gì nữa. Dư luận viên á, sống ở trong cộng đồng mình á, nó hăm he mình á, sống tại trong cộng đồng. Nó nói tao tới nhà mày á, mày coi chừng tao rồi, nó hăm he rồi. Cộng sản Việt Nam là nó đầu tư rất là nhiều. Các bạn không có hiểu, các bạn bị nó tẩy não, nó nhồi sọ các bạn. Các bạn thấy nó cái gì nó cũng đơn giản quá. Các bạn nên nhớ như vậy nè. Tại sao mà mình viết cái post mình nói á, khi nào mà ở Sài Gòn á, nó có cái chuyện gì xấu á, là nó dùng cái từ thành phố Hồ Chí Minh. Không phải là mình đưa cái câu đó ra là nó đơn giản chỉ là cái câu đó không à. Nó muốn á,
đầu tư 6 cái bộ ra nước ngoài, bộ thông tin, bộ tuyên truyền, bộ theo dõi người Việt kiều độ như vậy đó. Đó, nó biết được nếu mà nó trắng trợn nó công bố ra trong cộng đồng á, đây là giống như là một cái văn phòng ngoại giao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cộng đồng ở nước ngoài là người ta tẩy chay nó. Các bạn biết không, nó làm bằng cách nào đó, nó làm bằng cách nào, nó tìm những cái người như mình vậy nè, bỏ tiền ra mua cái kênh của mình, yêu cầu mình là hợp tác cho nó. Các bạn biết nó hợp tác bằng cách nào không? Ví dụ như bây giờ đi ở bên California đi, nó có một cái kênh media gì đó, thì bây giờ ở bên Việt Nam á, nó muốn mình Việt kiều người có tiền đem tiền về đầu tư ở Việt Nam, phải không? Nó không có tuyên truyền, nó biết mình thông minh lắm, nó không có tuyên truyền mình thẳng đâu. Đó, nó nhờ cái thằng nào mà làm kinh doanh ở bên California đó, đó nó lập ra một cái thằng, một cái đài, cái kênh media gì đó cũng là Việt kiều đó, thì mình nhìn vô mình nói ủa cái thằng này nó là Việt kiều Cali mà, còn cái thằng này nó là kinh doanh ở bên Cali mà, nó đâu phải là người của cộng sản không đâu. Các bạn thấy không, đó cộng sản nó đi cái chiêu đó, nó đánh lòn tâm lý của mình. Đừng bao giờ coi thường địch, đừng bao giờ khinh địch, đừng bao giờ coi thường cộng sản Việt Nam. Ba vợ của mình kể nè, ngày xưa nè, tụi du kích, tụi Việt Cộng á, nó đi xuống mấy cái miền quê miền Tây á, nó bỏ tiền ra, nó cho mấy cái người đi lính mà giống như quân lực Việt Nam Cộng hòa đi về thăm vợ thăm con á, ngồi nhậu ở trong những cái ngày phép cuối tuần á, ngồi nhậu. Ba vợ mình kể khi mà mấy người đó nhậu xong á, xỉn lên á, mình nói mấy người lính quân lực Việt Nam Cộng hòa ngồi trong bàn nhậu á, nói tao đánh ở chỗ đó hả, bốn vùng chiến thuật, ngày mai tao đi chỗ này phi đoàn chỗ kia. Nó ngồi ngoài sao hả, nó lắng nghe hết, nó lấy thông tin hết. Ba vợ mình kể cộng sản hả, nó không có đơn giản như mình, nó không có dạy gì, nó ra nó lập một cái kênh ở bên California mà nó nói đây là một cái kênh công an, ủy ban nhân dân hay là một cái kênh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó không có dạy gì đâu, nó dùng người của mình tuyên truyền với người của mình, nó đang đầu tư vô, nó mua những cái kênh đó đó. Đâu có lý nào mà đội trong 3 năm nay mà mình có bốn người đòi offer mua cái kênh của mình. Các bạn biết không? Xin phép các bạn cho mình hút một miếng nước trà. Nó tuyên truyền, nó không có cần cái gì vậy mà nó nói chính trị đó. Chỉ thì cần có cái thằng nào trong cộng đồng nó ảnh hưởng ở bên California đi. Nói bây giờ tôi chuẩn bị đi về Việt Nam, tôi kiếm mua đất, tôi xây xí nghiệp. Chỉ như vậy thôi. Thì mấy cái người mà người ta theo dõi, mấy cái người view á, người ta xem, người ta nói wow, cái ý kiến này hay à nghe, cái idea này hay à nghe, cái anh này đi về Việt Nam làm kinh doanh đó đó, thôi mình bắt chước ảnh, mình làm theo ảnh đi, là dính bẫy cộng sản Việt Nam rồi. Nó muốn mình đem tiền bạc tiền đô về đầu tư ở bên Việt Nam. Việt Nam á, mặc dù á, là hàng năm á, kiều bào trên toàn thế giới gửi rất là nhiều tiền cho nó, nhưng mà nó không có đủ tiền ngoại tệ để mà nó thanh toán. Tức là ngày xưa đó mà người Việt Nam mà muốn đi qua bên Thái Lan hay đi du lịch những cái nước bạn á, thì đem tiền Việt Nam á, thì xài không có được. Còn dạo gần đây á, thì kinh tế nó đỡ đỡ lên rồi, nó được, thì nó ký kết với những một vài nước bạn Indonesia, Thái Lan, Malaysia đồ gì đó. Ok, người dân của tao mà có đi qua bên bên đó dùng tiền Việt Nam á, thì mày cứ nhận đi rồi tao thanh toán với mày sau. Chứ hồi xưa nó không có tiền Việt Nam mà đi ra trên toàn thế giới không có ai công nhận đó. Các bạn biết không? Cái từ mà mình hay thường post mình nói đó, các bạn thấy không? Cái gì mà xấu ở Sài Gòn là nó nói thành phố Hồ Chí Minh. Cái từ đó nó là một cái từ mình đưa ra cái ví dụ thôi. Còn cộng sản nó chơi từ cái này mới là độc nè. Nó kêu gọi á, kiều bào. Bây giờ nó dùng cái từ người Việt Nam ở nước ngoài, nó không có gọi kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài. Đó, nó nói là cộng đồng 2 triệu người Việt Nam ở Mỹ, ở trên toàn thế giới kiều bào là một cái bộ phận không thể tách rời. Nó không có cần cộng sản, nó không có cần tiền, nó cần trí tuệ.
nó cần trí tuệ của Việt kiều, nó cần cái chất xám của Việt kiều. Đó thì á, nó kêu gọi về Việt kiều, nó chơi chữ cũng như là Sài Gòn với Hồ Chí Minh vậy, nó chơi chữ. Trên thực tế là nó muốn cộng đồng Việt kiều ở trên toàn thế giới đi về Việt Nam á, là phục vụ cho đảng. Trên thực tế là phục vụ cho đảng, nhưng mà nó không nói phục vụ cho đảng. À, nó nói, nó dùng từ đi về đóng góp cho quê hương. À, kêu gọi chất xám kiều bào về cùng nhau xây dựng quê hương. Nhưng mà quê hương là quê hương của ai? Quê hương của các anh làm chủ trên đất nước với các anh cộng sản chứ. Xây dựng quê hương nó đâu có xây dựng cho chúng tôi đâu. Nếu mà anh mà muốn thật lòng mà muốn xây dựng quê hương á, thì anh chứng tỏ đi, cho Việt kiều ưu tiên trải thảm đỏ cho Việt kiều vô nước Việt Nam miễn phí đi. À, miễn phí nhưng mà đừng có đòi điều kiện nha, đừng có đòi điều kiện ký vô giấy giấy thông hành nha. Miễn phí cũng giống như mà người Mỹ đi vô Singapore, vô Thái Lan vậy đó. Người Mỹ đi du lịch qua bên Malaysia vậy, không có điều kiện gì đó. Người Mỹ chỉ cần xách cái passport, sổ thông hành đi qua Thái Lan là đóng cái mộc à. Còn cộng sản Việt Nam á, miễn phí nhưng mà đòi điều kiện, anh phải ký cái này cái kia cho tôi. À, cũng như giống như ở hàng xóm vậy đó, mình muốn mượn tiền thay vì nó cho mình mượn thẳng đây, nó không cho mượn, nó kêu mình ký cái gì đó, lỡ anh không trả nợ cho tôi là con của anh phải chịu trách nhiệm hay là thế chấp cái gì đó, anh phải ký vô đây xong rồi tôi mới cho anh mượn, chứ nó không có đưa thẳng cho mình mượn. Là cộng sản Việt Nam cũng vậy, người Việt kiều ở trên toàn thế giới đi về Việt Nam có mua đất được không, mua nhà chung cư ở được không, tự do ở được không, được không? Anh chưa có tốt với người ta, bánh ít đi á là bánh quy phải tới. Anh chưa tốt với người ta mà anh đòi Việt kiều về đóng góp cho anh là cái gì? Anh muốn Việt kiều chất xám trên toàn thế giới về đóng góp cho anh á, là anh phải chứng minh là anh tốt với người dân của anh đi. Thì Việt kiều người ta thấy như vậy, người ta còn chứng minh. Trừ khi nào mà các bạn nói anh Quốc ơi, cộng sản bây giờ nó thay đổi, nó anh lâu quá anh không có về, giống như ok vậy thì Việt kiều nào đi về Việt Nam mà không cần bỏ tiền ra mua visa, không cần xin sổ thông hành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không cần cái giấy 5 năm mà bước vô mà nó đóng cái mộc cho miễn phí đi, chỉ cho mình dẹp cái kênh của mình luôn, khỏi cần phải on đơ cãi cỏ gì cho nó mệt. Các bạn biết không, cộng sản Việt Nam mà họ đầu tư vô rất là nhiều tiền, có 6 bộ ở bên nước ngoài á, để mà hả tuyên truyền, để mà kéo chất xám của Việt kiều đi về Việt Nam. Người dân đâu có hiểu, nói ôi tại sao mà Việt kiều mà không có chịu, có nhân tài mà không có chịu về đây mà đóng góp cho quê hương. Không phải là đóng góp cho quê hương đâu, mà nó chơi chữ về đóng góp cho đảng. Các bạn thấy cái thằng Kim Jong Un không? Bao nhiêu bác học kỹ sư đang mà sáng chế vệ tinh đồ, bắn lên vệ tinh đồ, vũ khí bắn xuyên lục địa đồ. Mấy cái người mà nhân tài chất xám ở bên North Korea đang làm cho ai? Đang làm cho chính phủ của thằng Kim Mập, chứ đâu có ai mà giúp cái gì được cho đất nước của North Korea. Nếu mà nhân tài mà chất xám mà người North Korea, Bắc Triều Tiên mà người ta giúp được cho Bắc Triều Tiên á, thì người dân của Triều Tiên người ta đâu có bây giờ người ta đang đói, người ta đang khổ đâu. Các bạn biết không, cộng sản Việt Nam hả, nó chơi chữ đó, nó muốn chất xám về phục vụ cho đảng chứ không phải là nó muốn chất xám về để phục vụ cho đất nước quê hương Việt Nam. Mà người ta hả bỏ tiền ra người ta cứu trợ đây nè, nó còn bắt phải xin phép cứu trợ thôi đó, làm từ thiện thôi đó, mà nó còn phải bắt xin phép, nó phải đưa cho nó tự động đi hả, không có được đâu. Những cái điều của mình chia sẻ với các bạn á, trước tiên rồi từ từ nó trở thành hiện thực lắm á. Các bạn nhớ cách này mấy tuần không, mấy tháng trước không, mình nói á, mình ở nhà mình mua một cái cầu chạp điện của China, nó xém một chút nữa nhà của mình nó bị cháy. Mình nhờ trong cái căn hộ của mình, nó thằng chủ nó có để cái chai
xịt chống quả đó, chống lửa đó, mình nhờ cái cây đó đó mình xịt nó tắt luôn. Mấy cái khu chung cư ở bên Việt Nam hả, cái cây cầu chạp, những cái đồ sạc đồ này đâu, hàng Trung Quốc không à. Tới lúc mà cái bữa mà cái khu chung cư mini ở Hà Nội mà nó cháy á, ngày hôm sau đó mình còn nhắc tới các bạn mình, nói mình còn kể cái vụ đó, mình nói đó mình đi xuống cái thằng chợ đồng gần cái nhà mình mua cái cục gắm điện đó, xém bị cháy đó. Thì bây giờ hả, công an ở bên Việt Nam là họ nói đó, nhưng mà họ đâu có dám nó dùng cái tự chữ là cái cục sạc đó là của Trung Quốc đâu. Nhưng mà mình khẳng định với bạn 100% cái cục sạc mà bị cháy ở cái khu chung cư Hà Nội nó là hàng của Trung Quốc, mình dám bắt cá với các bạn luôn. Còn nếu mà các bạn nào mà chứng minh đó, các bạn kêu công an nó quay cái đi. Giống như các bạn thấy không, mỗi lần mà Ukraine người ta minh bạch đó, người ta nói cái tên lửa vũ khí hàng không không người lái này là bắn vô tấn công khiếp nè, nó là của Iran. Người ta mở ra, người ta quay từng cái bộ phận, từng cái số series của cái bộ phận, cái thiết bị bên trong cho thế giới thấy rõ ràng là những cái điều người ta nói đúng. Còn công an nó nói cái cục chạc đó đó không phải Trung Quốc á, là đưa lên đài TV cho trên toàn dân Việt Nam lên lên coi đi. Nó nên nói, nó nên cảnh báo người dân không có nên dùng cái loại đó. Nó chỉ có thông báo sơ sơ thôi, nó bắt buộc nó phải thông báo. Nếu nó không thông báo, người dân phải thắc mắc cháy bằng cái gì. Các bạn biết không, nó bó bụng lắm, nó phải nói. Đúng ra là nhiệm vụ của nó là nó phải nói. Nó nói cái cục chạc này nó bị cháy, bây giờ chúng tôi cấm người dân xài cái cục chạc này để phòng ngừa nó bị cháy. Nó không nói cái điều mà nó cần giúp cho người dân á, thì nó không nói. Còn á, chủ chung cư hả, nó đè đầu xuống, bây giờ nó không có hợp thức quá chung cư, không cho xây nhà mini chung cư, bây giờ nó sẽ hả đem mấy cái người chủ chung cư ra bắt đi bỏ tù rồi tùm lum tùm la hết đó. Xin phép các bạn cho mình hấp một miếng trà đá. Công an ở Hà Nội thông báo đó là cái khu chung cư mini nó bị cháy, làm 36 người bị thiệt mạng đó. Họ nói là cái khu chung cư nó bị cháy là do cái cục sạc điện của cái xe điện. Tại sao anh không có công bố đó là cái cục sạc đó đó nó sản xuất từ đâu, của ai? Anh phải công bố tên tuổi ra. Tất cả mọi người ở trên thế giới, người ta khi mà người ta đi vào siêu thị, người ta mua cái gì, người ta bị trúng là tôi mua thịt đó của hãng nó sản xuất. Thì kêu người dân á, thông báo cho người dân là đừng có nên ăn cái thịt đó. Cũng giống như hiện tại bây giờ nè, trong cái tuần này nè, ở nước Mỹ á, là người ta khuyên người dân Mỹ á, là đừng ăn cái thịt thịt chiên, thịt spam ở trong cái hộp, ở bên Việt Nam gọi là đồ hộp á. Đó, chính phủ nó nói là ở trên cái nắp của cái hộp á, nó có in cái ngày tháng, cái series, nó kêu người Mỹ là đừng có ăn, ăn là nó bị nhiễm. Mình thông báo ra cái tên, mình thông báo ra 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 cái cục chạc điện đó, nó sản xuất từ đâu, tại vì đó là hàng của Trung Quốc, hàng của Trung Quốc cho nên nó không có dám thông báo. Những cái gì mà mình tiên đoán là mình, tại vì mình gành cộng sản Việt Nam, cái chuyện gì mà nó xấu là nó che, mà nó tốt là nó khoe. Nó không có minh bạch, không có minh bạch là nó không có cho mọi người biết. Bây giờ anh nói cái cục chì đó, cái cầu cầu chạc đó đó, nó cái cục sạc điện đó, nó làm cho cái cháy cái chung cư. Tại sao anh không có công bố là nhà sản xuất của cái cục chạc đó từ đâu ra? Anh đâu có dám nói. Anh nói như vậy mai mốt là cái cục chạc đó là nó phá sản luôn, không ai dám mua nó. Anh gành người Việt Nam quá mà. Nói chung chung giải nó không được. Ở nhà cháy là tại vì do cái cục chạc tên gì, mua ở đâu. Khi mà anh phá những cái vụ án khác, anh còn biết là cái thằng ăn cướp nó cướp ngân hàng, nó xài cái súng bi, nó mua cái súng bi từ đâu, từ đâu, ai là người cái bán súng bi cho nó, anh biết mà. Bây giờ cái cục chạc đó đơn giản thôi, ai làm chủ cái cục chạc đó, chỉ cần lại hỏi người ta anh mua cái cục chạc này từ đâu, tới cái người bán, anh nhập khẩu cái cục chạc này từ ở ở nước nào qua,
Các bạn biết không, ở Việt Nam, hàng ở bên Việt Nam toàn là hàng Trung Quốc không mà. Nhiều người, mình đã nhiều lần mình chia sẻ các bạn đừng có nhẹ dạ, nhiều người Việt kiều hả, khôn 100 dạy 1.000 giờ, ngu hả 1 giây. Các bạn nhìn không, mấy chục năm trước cái ông, không phải mấy chục năm trước, gần cả chục năm trước, các bạn nhớ cái ông tỷ phú Hoàng Kiều không? Ổng đã dính vô cái câu hoa hậu Thủy Tiên gì đó, làm tiền ổng lấy ổng hàng tỷ tỷ luôn. Vậy mà mấy cái thằng đại gia Việt kiều sau này không học ổng một bài học. Đó, tới cái ông nội Nguyễn Chu An vô gì Việt kiều đó, đi về cưới cái cô hoa hậu đó. Nhưng mà mình biết cái ông Chu An đó đó, ổng muốn lấy một cục đá ổng chọi hai con chim, thật sự là ổng không phải là ổng cưới cái cô đó không đâu. Ổng cũng chơi cái chiêu mà mấy cái đại gia Hồng Kông mà cưới vợ Việt Nam rồi đưa tiền cho bà Trương Mỹ Lan để hợp đồng này nọ, có ông chồng người Hồng Kông đó. Rồi cái bà gì mà trà ô long trước đây cũng vậy, nó lấy ông chồng Đài Loan, ông chồng ở bên Trung Quốc gì đó, bắt đầu ly dị cướp tài sản trà ô long đó, cái bên Trung Quốc nó mời bả qua, cái nó cho bả uống trà độc, cái bả chết tại bên Trung Quốc luôn, cái vụ đó cũng chìm xuồng luôn. Bên phía bên Việt Nam phản đối nhưng mà rồi cuối cuộc rồi cái vụ đó nó cũng chìm xuồng luôn. Cái ông Nguyễn Chu An này lấy cái cô hoa hậu mà đang ra tòa mà đòi lại mấy chục triệu á, mình đọc cái câu chuyện á là mình biết được không phải là cái ông này là lấy bà đó không, cũng muốn á là mình có tiền mình vừa lấy gậy đẹp phải không đó, mà mình có người vợ quốc tịch ở bên Việt Nam á, để mình gửi tiền qua đó mình mua bất động sản kinh doanh, mua đất mua này mua chung cư xây khách sạn đồ gì đó. Nhiều cái thằng Trung Quốc bây giờ Nam Hàn nó cũng đang làm như vậy mà. Cưới vợ Việt Nam á thì mấy có vợ Việt Nam á thì mấy làm ăn được cái bển. Trong một cái xã hội á, nó không có cái đạo đức, các bạn biết không? Nó không có cái đạo đức thì con người ta hoa hậu á người ta cũng bán dâm. Cho nên á có nhiều bạn bình thường các bạn nghĩ á, ở Việt Nam mà làm gì mà mấy cô hoa hậu đó mà bán dâm đều được, anh đừng có ỷ, anh nói tầm bậy tầm bạ, đừng có tiền. Ngày xưa cũng vậy nó, mình đi làm móng tay đó, cái ông chủ nail đó ông giàu lắm, ông có nhiều cái tiệm nail ở trong mall, mình làm cho ông. Ông nói mình mà lúc nào mình cũng nghi ông đó, ông nói hả ông đi về Việt Nam ông chỉ con nào là ông muốn con nào là được con đó, đó. Bất cứ ông đi nơi đâu mình nói ông không tin các bạn, ông nói mình đó, mình trong đầu mình cũng nghĩ giống như các bạn bây giờ đang nghĩ mình vậy đó, mình nói thằng cha này, mình nói trong óc mình đó, mẹ nổ gì vừa thôi cha nội. Các bạn biết làm sao không? Mình bị hố. Một chút nữa ông mở cái điện thoại di động của ông ra, ông cho coi hình số điện thoại của mấy cái người mẫu, của cái mấy người hoa hậu đó đó. Mà bạc ngàn, bạc chục ngàn không, mà mình làm gì mà mình, các bạn biết không, mình có tiêu chuẩn mà mình xin mấy cái số phone đó. Ông dở cái điện thoại di động, ông chỉ từng cái hình ngồi xuống nè, con này nè, số phone nè, rồi ông chụp hình đó hả, đang ở trong phòng khách sạn luôn, ông nói nè con nhỏ này nè nó được cái thằng chồng Việt kiều đang bảo lãnh nó đi Mỹ à, nhưng mà ở bên đó đó nó muốn tiền nó ngủ với ổng luôn, ông nói hả con nhỏ nó móc giấy visa chuẩn bị đi Mỹ rồi ra phe cho ổng luôn. Cái ông chủ neo hồi xưa mình làm cho ổng, lúc đầu ổng nói mình, ổng nói ổng đi, ổng nói như vậy nè ai mà tin. Ông nói ông đi về Việt Nam chơi với mấy thằng bạn, ông đi bất cứ nơi nào, ông thích gái nào là ông muốn con nào là con đó phải chịu. Cái mình mới hỏi ông vậy chứ, đi xuống quê rồi gặp mấy con nhỏ ngồi dưới quê làm sao, ông nói ông sẽ đi tới nói chuyện với ông ba của những cái người đó, ông ra giá phải đồng ý với ông thôi. Mình nói mình nghe mình nói trong đầu mình nói này nổ quá nổ, mày đừng có tưởng đâu mày có tiền mày nổ vừa vừa thôi, ai dè đâu một chút nó ông cho mình coi trong cái điện thoại của ông, các bạn ca sĩ cũng có, hoa hậu cũng có nữa, nói không tin luôn. Các bạn thấy cái bà vợ thứ hai của ông Donald Trump không, lấy ông Trump là tỷ phú, nhưng mà các bạn thấy không, đâu có bao giờ mà bà đòi chia của chia đôi đâu, bà là cái người mà đòi lên tiếng đòi ly dị với ông bà vợ hai của ông Donald Trump. Rồi thấy đứa con gơi của ông Donald Trump là đứa con gơi với bả không, có bao giờ mà người ta ra mà người ta đòi cực thưa kiện của cải đòi đòi chia của chia này chia kia đâu.
Còn cái xã hội ở Việt Nam á, nó điêu tàn, nó không có đạo đức. Đó, con người ta vừa nổi tiếng cái là bắt đầu á hả, tanh tanh lên cái bắt đầu á là bắt đầu người ta đi bán thân người ta rồi. Đó. Lúc đó, nghèo khổ chưa lên chức tiếp đãi viên còn làm quán karaoke thì giá thấp. À, khi nào mà được cái nhãn hiệu tiếp đãi viên thì nâng lên cái giá, được hoa hậu một cái là chơi một lúc mà hả mấy chục tỷ luôn của các ông chú An vậy đó. Cái tội ngu là cái tội mà tin về Cộng sản Việt Nam. Anh em ruột cha mẹ mình đây nè, người mẹ mà sanh ra máu mủ mình còn gạt mình nữa, rồi người anh em ruột trong gia đình đó hả, vì của gì này cũng trở mặt với nhau, nói làm sao mà đi ra đường mà gặp cái người dân đó mà thằng cha đó giao cho con hoa hậu đó mấy chục triệu đô la, ngu ngu vừa vừa thôi, gọi là khôn một giờ mà dạy một giây là đó, khôn 3 năm dạy một giờ đó. Đó là cái thằng đó đó bây giờ đi ra đòi đòi cái gì, đòi được cái gì, ra tòa Việt Nam á, nói ổng nói ổng chuyển cho nhỏ đó mấy chục triệu để tiền đó là để nhờ nhỏ đó mua đất mua đai mua này mua kia, gọi nhỏ nó yếm luôn á, lấy luôn á. Một bài học của cái ông tỷ phú Hoàng Kiều mấy trong mấy clip trước mà nói với các bạn á, các bạn mà cũng muốn biết đi về Việt Nam làm ăn hay không á, đi về ông hỏi ông tỷ phú Hoàng Kiều là các bạn sẽ biết có làm được hay không. Còn mà nói về mà đầu óc đầu tư bất động sản đồ này nọ hả, ở bên Mỹ á, là một cái thị trường để cho người ta đầu tư bất động sản. Các bạn mà không làm giàu được ở Mỹ thôi, các bạn đừng có mơ mà các bạn làm giàu ở bên Việt Nam. Đừng có nghĩ là ở Việt Nam lao động đồ nhân công đồ nó rẻ lắm. Mẹ cộng sản nó lực gừng á hả, nó để cho các bạn làm ăn á. Tại vì mấy cái thằng nước ngoài á, xăm xăm đồ nó đâu có gỡ nổi, Coca-Cola đồ nó đâu có gỡ nổi, có nhiều cái tập đoàn của Mỹ như Apple đồ nó đâu có gỡ nổi. Nhưng mà Việt kiều của mình không có mạnh á đó. Đó cái bà gì Việt kiều gì bây giờ là đang nộp đơn lên Liên bang Mỹ, đang kiện Liên bang Mỹ, bà nói bà đi về Việt Nam bà kinh doanh đó. Mà cái câu hỏi đặt ra tại sao bà kiện Liên bang Mỹ, tại vì bà đổ thừa Liên bang Mỹ á, mày ngoại giao mày ký cái lực gì đó làm ăn với nó đó. Mà tại sao tao nghe lời mày, mày làm mày quan hệ bình thường với Việt Nam, mà tại sao tao tin tưởng vào chính phủ, tao là công dân Mỹ, tao về Việt Nam mà thằng cộng sản nó lường gạt tao như vậy, mà mày, tao là công dân của mày mà mày để tao nó lường gạt tao đó. Bả đang nộp thương Mỹ để làm chi, để Mỹ về làm việc với lại phía bên cộng sản Việt Nam. Mỹ nó nói ơi, mày nói là nâng tầm quan hệ hai bên ký giấy gì vậy? Sao công dân của tao nó đi về bển nó kinh doanh mà mày đối xử nó như vậy? Đó là tại sao mà bỏ đang kiện Liên bang Mỹ. Các bạn đừng có bao giờ mà nhẹ dạ mà mê tín mà ở đó mà nói hả về Việt Nam làm ăn mà thành công, không bao giờ được đâu.